Hello, chào bạn. Đã đến với kênh Phi Mập TV. Sáng hôm nay mình tiếp tục đi review cảnh người dân ở Đông Bắc ở Ganh Đá Đĩa nha bạn. Đây là nhà đèn thuộc Ganh Đá Đĩa 06 các bạn ơi. Ở tỉnh Phú Yên luôn các bạn. Mấy bữa hôm trước mình nói các bạn mình ra nhà đèn mình review bà con ở Đông Bắc. Hôm nay thì triều đã rọt á, nên bà con cũng hái cũng đông nha bạn. Nhưng mà người ta cũng giờ bớt đó. Giờ hãy trải nghiệm Phi Mập đi xuống nhà đèn Ganh Đá Đĩa mình review người dân ở Đông Bắc các bạn ơi. Đi tiếp tục ra men theo hướng đây rồi mình review mấy cô mấy chị đã được. Đây thì đi vào rọt nên người ta xuống sát mé hai nha bạn. Sáng đẹp quá các bạn ơi. Nãy mình xuống tới đây các bạn ơi, mệt quá mệt. Đé treo leo các bạn, nhà đèn các bạn ơi. Wow. Đé này các bạn. Đây thuộc cành Đá Đĩa thôn 6 xã Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên nha các bạn. Mình đi xuống đây mình review của các cô các chị hái rau mất. Làm ngờ mưu sinh hái rau mất nó quất khỏe lắm các bạn ơi. Tiếp tục hành trình nữa nha các bạn. Rồi sát bên cạnh các bạn. Do hôm nay thì review nó cũng không có dùng tro hả? À, đây là mình vứt tro cho một sáng chứ mà nó hết rồi các bạn ơi. Đây cận cảnh luôn, xuống cho cô luôn nè. Rồi mưu sinh hái đông mất rồi quá khỏe lắm các bạn. Có tiền được nhưng mà ngồi đây rất nguy hiểm các bạn ơi. Các bạn thấy hay thì phải cho một like một đăng ký cho các bạn. Rồi mình có động lực mình đi trải nghiệm các cành đá. Rồi coi bà con đây hái đông mất. Dùng thằng tay mà bóc cái biết đâu nó có đụng ký đây không biết nữa. Rồi mất đây bữa nay nó cũng hạ giá còn 100.000 ký các bạn ơi. Rồi mất tư các bạn. Còn khô thì nó cao hơn.
lại nữa, cái đá mình nước nó rọt xuống nên tranh thủ mình hái ở thì tiêu nó lên lại nha các bạn. Đây nước nó rọt xuống tại mình hái giờ thì tiêu lên lại, mình không xuống thì hái được rất nhiều. Đây là rau mứt nó khô các bạn, rau mứt đây là mình nó khô, mình hái nó ở đé giờ nước thì đều xuống rồi khô các bạn ơi, nó khô nó nhỉ lắm nha các bạn. Cô và chị hái mình review vô đây. Sóng biển lên cao quá các bạn ơi. Đây mình ở gành đá nha các bạn. Rồi mất là mọc ở trên cái gành đá. Trời cũng nắng lên đẹp lắm. Đây xuống phía dưới đây cũng mấy cô và chị hái phía dưới này các bạn. Dạ. Sóng gió vậy mà có rau nha các bạn. Cho tiêu tiêu nó rọt nên mấy con mấy chị xuống dưới đây chờ. Không tàu nước lớn không dám xuống đâu các bạn ơi, nguy hiểm lắm. Đông như ngày hội nha các bạn. Đây, tập trung hái các bạn ơi, tranh thủ hái ở nó thì riêu nước lên. Mình xuống sát bên mấy cành các bạn ơi, nguy hiểm quá. Nãy giờ mình leo xuống đây coi. Mập một quệt mà leo xuống đây có mệt quá mệt các bạn ơi. Các bạn thấy hay đẹp trai một like một đăng ký các bạn. Để mình có động lực mình trải nghiệm của các chị cô hái rau mứt ở dưới gành đá. Ngờ mưu sinh hái rau mứt các bạn ơi. Gió quá trời. Đây mình dùng tay mình bắt mình hái rồi, hoặc mình dùng miếng thước mình cạo nha các bạn. Đó là chị kia dùng trước cạo, còn ở trên em nó khô dùng tay bắt. Quất khỏe quá các bạn ơi. Đây rau mứt các bạn ơi. Rồi đây gió nó xe nó khô rồi, bây giờ mình phơi luôn nha các bạn. Dạ. Nha bạn. Cô nói giặt ngọt ra mình mơ phơi các bạn ơi. Dạ. Đây mình giặt nước ngọt ra mình mơ phơi cho nó không hư nha bạn, cho mình đỡ cho nó hư á. Quy mặt trải nghiệm cũng biết cô và chị các bạn ơi.
cảnh buổi sáng các bạn ơi. Cảnh đá núi sát bên mé biển luôn các bạn. Địa chỉ là xã Ninh Đông, Tây An, Phú Yên nha các bạn. Cành đá đĩa các bạn ơi. Nước lên một cánh xó luôn. Mình đi qua phía bên đây các bạn ơi, mình tìm chú gom hái đồng lòng quẳng bên đây các bạn. Giờ mình leo qua bên đây, leo qua đây mình đi qua các bạn. Đá treo leo các bạn ơi. Mình đi dưới cánh đá dưới cành nha các bạn. Mình quen đây. Đá nè bạn. Đá lớn to không? Đây các bạn, người dân hái dưới đây các bạn ơi. Chú hái dưới đây các bạn ơi. Ôi, chào chú. Hái sát bên cành luôn các bạn. Giờ thì tiêu nó rọt nên người dân đi hái buổi sáng các bạn, chứ không người ta đi khoảng cỡ 3-4 giờ sáng không các bạn ơi. Do phụ thuộc vào con nước nha các bạn. Con nước lớn thì người ta không hái được. Đây là cho thủy tiêu rọt xuống rồi người dân đi hái nha các bạn. Rọt xuống là nó bứt, nó mới ló ra. Đó, trên thằng đá nó mới ló ra, người ta đi cạo hoặc đi bứt. Thằng chú hái sát cành luôn. Đó, dùng tay bứt vậy nha bạn. Hái được cầu rau bút, cộng rau bút, rau bút khỏe lắm các bạn ơi. Đây gọi là tạo biển á, thường như tạo ra mấy tháng mùa này mới có biển động mới có nha các bạn, bình thường là không có. Thuyền cũng neo đậu rồi thôi. Giờ người dân đi thúng rồi quấn cá lư hai vào các bạn. Cá lư hai cũng thúng vào các bạn, nhấp vô trong vô nguy hiểm quá không. Hello, chào các bạn. Sáng nay mình đi trải nghiệm theo chân của người dân hái rau mất ở dưới cành các bạn ơi. Hôm nay thủy triều nó rọt nên nước nó sát bên bị đá luôn. Người dân tranh thủ hái buổi trưa nha các bạn. Không thôi người ta đi sáng sớm còn 4-5 giờ sáng người ta đi hái hết các bạn ơi. Mình trải nghiệm hồi nãy giờ đến đây mình cũng kết thúc nha các bạn. Các bạn thấy đẹp trai, một like một đăng ký các bạn ơi. Đây bà con hái rau mất là ngờ mưu sinh ở dưới cành đá. Đây là gành đá đĩa thuộc thôn 6, An Đông, Tây An, Phú Yên nha bạn. Thôi giờ mình cũng tạm biệt các bạn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha.